diễn của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thị xã Tân Châu với bài biểu diễn Thái cực kiếm 32 thức trên nền nhạc dân nước Nam. We are now. We
cũng đã kết thúc cho các đại hành của các đơn vị. Xin được chân thành cảm ơn quý vị đại biểu đã dành thời gian đến tham dự. Cảm ơn các lãnh đạo huấn luyện viên, các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh đã không ngại đường xa đến tham dự buổi giao lưu ngày hôm nay. Và xin được kính chúc toàn thể tất cả quý vị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Và một lần nữa thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý vị đại biểu cũng như các câu lạc bộ chúng ta nán lại để dùng bữa cơm thân mật với ban tổ chức ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ.